Xin chào tất cả các anh chị đã quay trở lại với Đồ Gỗ Thợ Kính. Trong video ngày hôm nay thì bên em mới hoàn thiện xong 3 tác phẩm nhất mã được chế tác trên những cái phôi gỗ hương vô cùng là giá trị. Và nếu anh chị em nhà mình đang muốn tìm kiếm một tác phẩm nhất mã, đặc biệt là những bác nào muốn sưu tầm những cái sản phẩm độc đáo trên những cái phôi gỗ lưu hương thì các bác nhà mình đừng bỏ lỡ qua cái video này. Và bây giờ thì em sẽ quay giới thiệu gần hơn chi tiết từng tác phẩm để anh chị em mình có thể là thưởng lãm rõ ràng hơn nhé. Và cái tác phẩm đầu tiên mà em muốn mang về cho anh chị em nhà mình đây đó là một tác phẩm nhất mã được bên em chế tác trên một chất liệu gỗ lưu hương. Với sản phẩm này thì bên em đục tứ diện và hơn nữa là đục thủ công hoàn toàn bằng tay với những cái đường nét thì vô cùng là tinh xảo. Tác phẩm này của em thì có chiều cao là 51, ngang là 38 và chiều sâu của sản phẩm là 18 anh chị em mình nhá. Hàng đục tứ diện và em sẽ quay một vòng để anh chị em thì mình có thể cùng bên em thưởng lãm tác phẩm này ạ. Một sản phẩm trên một phôi lưu rất là đẹp luôn ạ. Và các anh chị em nhà mình có thể nhìn thấy đây, từ những cái bao tiền này, bao phủ bởi những cái đường lưu thì rất là độc đáo ạ. Nếu bác nào nhà mình mà muốn trưng những cái sản phẩm lưu hương thì có thể là tham khảo mã số 1 này các bác nhà mình nhé. Và tiếp theo thì sang mã số 2, đó là một cái tác phẩm vô cùng là độc đáo. Tác phẩm này chắc hẳn là sẽ có một không có hai đâu các anh chị em nhà mình ơi. Với mẫu này của em thì đó là một cái phôi gỗ hương ta nhưng mà hàng ôm đá tự nhiên các anh chị em mình nhé. Một phiến đá rất là to và với hình ảnh nhất mã thì các anh chị em nhà mình cũng biết rồi ạ. Với những anh chị em ở nhà mình mà trong kinh doanh buôn bán thì các bác nhà mình sở hữu những cái tác phẩm nhất mã này để thể hiện cái sự thăng tiến này, sự bền bỉ trong công việc và đặc biệt với một cái phôi ôm đá tự nhiên này thì thể hiện cái sự vững chắc nữa các bác nhà mình nhé. Và với cái tác phẩm này của em thì có chiều cao là 56, ngang là 45 và chiều sâu của sản phẩm là 34. Tác phẩm này thì bên em đã tặng kèm anh chị em mình một chiếc kỷ cao là 10 phân và với cái mẫu này thì vô cùng là đẹp luôn ạ. Em sẽ tại vì bức này rất là lặng nên là không thể là quay một vòng để cho các bác nhà mình xem được. Và nếu mà anh chị em nhà mình quan tâm thì có thể kết bạn Zalo thì em sẽ gửi hình ảnh kích thước chi tiết cho anh chị em nhà mình nhé. Còn dáng thế của tác phẩm này thì chắc hẳn là các bác nhà mình nhìn vào tổng thể tác phẩm thì cũng thấy là một cái tác phẩm được thợ làm rất là trau chuốt kỹ càng đúng không ạ? Nhìn tổng thể thôi thì cái dáng thế của chú ngựa rất là khỏe khoắn các bác nhà mình nhé. Và nếu anh chị em nhà mình yêu thích tác phẩm mã số 2 này thì đừng bỏ qua. Và tiếp theo thì sang mã số 3. Mã số 3 này thì cũng là một cái sản phẩm nhất mã làm trên một cái phôi lưu vô cùng là giá trị đấy ạ. Em quay một vòng để anh chị em thì mình có thể thưởng lãm. Với cái tác phẩm này của em thì đó là một tác phẩm nhất mã quần tùng anh chị em thì mình nhá. Dưới thì còn có một tán cây tùng được thợ đục rất là kênh băng và chi tiết ạ. Mẫu này của em thì cao là 55, ngang 30 và chiều sâu của sản phẩm là 20. Hàng đục cũng rất là kỹ càng đây. Các bác có thể nhìn thấy từ diện mặt này, từ những cái đường cơ mặt thì được thợ đục lồi hẳn lên và những cái đường cơ đùi này, cơ đùi, cơ hông này các anh chị em nhìn thấy không ạ? Trau chuốt rất là tỉ mỉ hay là từ những cái khớp gối nhá, thợ làm một cái tác phẩm quá là xuất sắc luôn. Hàng này thì đục móc khoét kênh bong từ những cái phần gầm bụng đấy ạ. Các bác nhìn thấy không? Di sần từ những cái phần đất đá ở phía dưới các anh chị em nhìn mình nhá. Và nếu anh chị em nào nhà mình yêu thích cái mã số 3 này thì các bác nhà mình cũng có thể làm tham khảo ạ. Và ngày hôm nay thì bên em đã giới thiệu đến tất cả quý anh chị em mình 3 tác phẩm nhất mã trên chất liệu gỗ lưu hương và hàng hương ta tự nhiên. Nếu anh chị em nhà mình quan tâm một trong 3 tác phẩm thì các bác nhà mình hãy nhanh tay liên hệ qua hai số Zalo của bên em, đó là 0338528229 hoặc 0866789910. Em sẽ gửi hình ảnh kích thước chi tiết để anh chị em mình có thể tham khảo thêm nhé. Và nếu anh chị em nhà mình gần cơ sở bên em thì hãy đến tại Đồ Gỗ Thợ Kính ở làng nghề mộc truyền thống Đông Giao, Lương Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương để tận mắt thưởng lãm những sản phẩm mới nhất của bên em ạ.